Tên tù nhân này có giá trị lên đến 1 tỷ đô la, anh ta bị nhốt trong một thùng đựng hàng, sau lưng còn có một hình xăm bò cạp lớn, bên cạnh là 4 chiếc kìm kích điện, bên trên toàn là vết máu tươi, trên người anh ta cũng bị thương rồi, xem ra anh ta đã bị ngược đãi một cách vô nhân đạo, và người đàn ông này tên là Scorpion. Một đoàn đặc cảnh sát bắt Scorpion và tài xế áp giải anh ta về đồn cảnh sát. Nữ cảnh sát hỏi tên tài xế Scorpion rốt cuộc là nhân vật tầm cỡ nào, nhưng tên tài xế lại cảnh cáo cô nếu bọn họ bắt Scorpion thì sẽ phải chết. Ngay giây sau tài xế liền đập đầu xuống bàn, một lần, hai lần, ba lần, cuối cùng máu đã chảy ra khắp bàn. Người đàn ông dù có chết cũng không khai ra ai là người đứng đằng sau, sai khiến mình. Bên phía Scorpion, cảnh sát cũng không tìm thấy thân phận của anh ta. Sĩ quan chỉ huy chất vấn Scorpion rốt cuộc là ai. Anh ta lại nói với cảnh sát bản thân mình đáng giá 1 tỷ đô. Một lát nữa sẽ có hai người ngụy trang là người của FBI đến đưa anh ta rời khỏi đồn cảnh sát. Sĩ quan chỉ huy không tin liền ra ngoài xác thực thông tin. Bên ngoài cũng có nữ đồng nghiệp nói với anh ấy đúng thật là có FBI đến đưa Scorpion đi. Sĩ quan chỉ huy nhất thời kinh ngạc, anh ra cửa đón hai người của FBI vào trong. Bởi vì vừa nãy đã được nhắc nhở nên sĩ quan chỉ huy vừa nhìn đã nhận ra súng của bọn họ không phải là súng mà cảnh sát dùng. Những điều Scorpion nói quả nhiên đều chính xác. Sĩ quan chỉ huy mặt biến sắc hỏi bọn họ rốt cuộc là ai. Người đàn ông da trắng bên phải liền rút súng ra muốn bắn anh ấy. Ngay lập tức bị anh cầm lấy tay đánh rơi súng xuống đất. Sau đó chỉ dùng một nắm đấm đã đánh ngã được hắn ta. Người đàn ông da đen bên cạnh rút súng ra ứng cứu cho đồng đội nhưng cũng bị sĩ quan đánh cho bị thương. Người đàn ông da trắng nhân cơ hội đánh úp, sĩ quan chỉ huy bị đánh ngã xuống đất, còn suýt nữa thì ăn một nhát dao của hắn ta. Đột nhiên hai vị đặc cảnh cầm súng xuất hiện khống chế người đàn ông da trắng, sĩ quan chỉ huy dự cảm điều không hay, lập tức trở lại phòng thẩm vấn. Kết quả Scorpion vừa nãy còn đang bị còng tay trên bàn đó, nay lại không thấy bóng dáng đâu nữa, và nguy hiểm lại ở ngay đằng sau anh ấy. Scorpion này rốt cuộc là người như thế nào mà lại thu hút sự truy sát của sát thủ như vậy? Cụ thể mọi chuyện thì hãy để tôi kể cho bạn nghe. Hãy nhìn kỹ ngay giây tiếp theo nhé. Scorpion xuất hiện ở ngay đằng sau sĩ quan chỉ huy. Sĩ quan chỉ huy lập tức rút súng quay lại nhưng đã bị Scorpion dùng một tay khống chế lại. Tay trái còn lại tiếp tục tấn công. Scorpion chỉ dùng một chiêu liền có thể hất súng rơi xuống đất. Sĩ quan chỉ huy cũng vì vậy mà rơi vào thế bị động. Tiếp đến Scorpion trực tiếp đánh cho anh ấy một quyền, sau đó khóa chặt hai tay lại. Giây sau anh đã hoàn toàn bị khống chế bởi Scorpion. Tiếp theo Scorpion mượn lực chân nhấc sĩ quan chỉ huy lên đánh vào bóng đèn trên trần nhà. Cuối cùng là bị vật ra sàn, sĩ quan chỉ huy bị đánh cho quay cuồng mặt mày. Scorpion cướp lấy súng của anh ấy từng bước ép sát lại gần. Lúc tưởng chừng như sắp chết thì Scorpion lại đưa súng về cho sĩ quan chỉ huy. Anh ấy đột nhiên hiểu ra đồn cảnh sát này căn bản không thể nhốt nổi con người này. Mà Scorpion để cho cảnh sát bắt cũng chỉ là vì muốn tìm kiếm sự bảo vệ của họ. Hóa ra mấy phút trước trên một máy bay đang cất cánh có một tên trùm xã hội đen đã nhận được một cuộc điện thoại bí mật. Vừa nhấc máy đầu dây bên kia liền nói, chỉ cần giao ra 50 triệu đô thì tôi sẽ nói cho ông biết Scorpion đang ở đâu. Mà người thần bí này ra giá cao như vậy là bởi vì Scorpion chính là một lính đặc chủng từng nằm vùng làm thuộc hạ cho ông trùm này. Nắm được chứng cứ phạm tội của ông ta trong tay và chứng cứ này có giá trị lên đến 1 tỷ đô. Tên trùm ghét nhất là bị uy hiếp, vừa dùng máy bay liền tìm hacker định vị ra vị trí của Scorpion. Trước mắt Scorpion vẫn đang bị nhốt trong cục cảnh sát ở Seattle, vậy nên ông ta mới phái người giả mạo thành FBI đến đưa Scorpion đi. Lúc này Scorpion cũng trực tiếp cảnh cáo trước cho sĩ quan chỉ huy ở trong cục cảnh sát của các người có nội gián. Anh ta không thể ra bằng chứng ra được, hơn nữa đồn cảnh sát sắp tới sẽ phải chịu sự công kích của ông trùm xã hội đen. Sĩ quan chỉ huy vì để bảo vệ những người đồng đội còn lại đã áp giải Scorpion đến một nơi khác. Ai biết được sĩ quan chỉ huy vừa lái xe cảnh sát ra khỏi đồn thì lại nhìn thấy có một ánh sáng phản quang từ đằng xa. Scorpion liền hét lên nhanh nép xuống. Xe cảnh sát liền bị bắn lật nhưng tên tập kích ở phía xa đã bị một nữ cảnh sát tấn công tại chỗ. Chỉ lát sau có một đám người bịt mặt bước xuống từ trên một chiếc xe màu đen, dùng chiếc cưa điện trực tiếp cắt đứt chiếc xe áp tải của cảnh sát. Sĩ quan chỉ huy hiện đã rơi vào hôn mê. Scorpion liền nảy ra một ý trực tiếp đưa tay ra, mượn cơ hội cắt đứt còng tay của mình. Vỏ xe vừa mới được cưa đứt, Scorpion liền lao ra chiến đấu với bọn chúng. Đám người bịt mặt này tất nhiên không phải là đối thủ của một lính đặc chủng như anh ta rồi. Bị đánh tan tác như đám rán, sức mạnh bùng nổ, nào là tung cước, nào là tung quyền. Đối mặt với vũ khí của đám kia, anh ta cũng không hề hoảng loạn mà ra chiêu đánh bay mọi thứ bằng tốc độ tia chớp. Chỉ vài chiêu đơn giản đã hoàn toàn đánh bại bọn người kia. Đột nhiên có một tên nhân cơ hội anh không phòng bị liền đánh lén, khiến anh phẫn nộ ra mạnh tay tiễn hắn ta về châu trời. Tiếp theo Scorpion lại mượn lực đấm cho hai tên khác ngã sóng xoài, cuối cùng dùng con dao chém vài nhát, trực tiếp đưa bọn chúng đi lĩnh cầm hộp hết. Lúc này sĩ quan chỉ huy cuối cùng cũng đã tỉnh lại, phát hiện còn có hai chiếc xe chạy đến nữa liền trực tiếp đưa Scorpion chạy trốn. Bọn họ nhanh chóng trốn sau một tảng đá lớn, có hơn 100 tên sát thủ nổ súng tấn công về phía bọn họ. Những đặc cảnh khác lập tức đến chi viện nhưng chỉ lát sau một chiếc xe màu đen đã lao nhanh đến tông thủng cả rào chắn. Sau khi cốp xe được mở ra, một lượng lớn sát thủ được chi viện đến hiện trường không ngừng nổ súng công kích khiến cho phía cảnh sát không cách nào khống chế được.
Sĩ quan chỉ huy đưa mọi người nhanh chóng trốn vào cục cảnh sát, nhân viên kỹ thuật lập tức cho hạ cửa chống đạn xuống, biến cục cảnh sát trở thành một cái lồng sắt. Cửa chống đạn được kiểm soát nghiêm ngặt bởi hệ thống xử lý trung ương của cục cảnh sát, hacker của chùm xã hội đen sẽ không thể nào đột nhập vào được. Chùm xã hội đen tạm thời lệnh cho hacker gọi điện đến sĩ quan chỉ huy, tỏ ý rằng nếu không lập tức giao Scorpion ra thì lực lượng quân của bọn chúng sẽ đánh tới cùng. Không những cảnh sát mà đến cả người nhà của họ cũng sẽ bị diệt trừ hết. Ngay đến đây, Scorpion máu cũng dồn lên đến tận não, trực tiếp quyết định rời khỏi đồn cảnh sát, không thể để mình làm liên lụy đến những người vô tội được. Thế nhưng sĩ quan chỉ huy không thể để Scorpion rời đi được, trong tay anh ta vẫn còn nắm bằng chứng phạm tội của tên chùm xã hội đen kia. Trong cái khó ló cái khôn, Scorpion nhanh chóng nghĩ ra một chiêu túm đại một cái xác chết của những tên sát thủ kia rồi ngụy trang thành Scorpion, cởi quần áo của tù nhân ra mặc lên hắn, còn Scorpion sẽ mặc bộ đồ sát thủ của hắn ta, tiếp đó đưa thi thể ra ngoài để thu hút sự chú ý của đám sát thủ, phần còn lại sẽ do cảnh sát ra tay tiêu diệt đám sát thủ kia. Nhưng không ngờ rằng lúc kế hoạch tưởng chừng như sắp thành công thì đám sát thủ đột nhiên lại chạy đi. Kỹ thuật viên tra được vừa nãy ở trên tầng 3 có một cửa sổ sáng đèn lên, xem ra điều mà Scorpion không sai, trong cục cảnh sát có nội gián. Lúc này tên nội gián đi vào phòng giam thả tên FBI giả ra, còn bảo với hắn ta rằng sau khi ra khỏi đây thì phải ngay lập tức nói với ông trùm rằng mình sẽ tự tay giao Scorpion cho ông ta. Còn ông ta chỉ việc giao ra 50 triệu tiền thù lao mà thôi. Hóa ra tên nội gián này chính là kẻ đã uy hiếp ông trùm. Lúc hai người đang đi trên hành lang tối thì đột nhiên có ánh sáng đèn pin chiếu đến. Tên FBI giả ngay lập tức đánh vào cổ tên nội gián, kết quả lại bị nữ cảnh sát nổ súng bắn trúng cổ. Tên FBI giả cướp lấy cây súng của tên gián điệp bắn điên cuồng về phía nữ cảnh sát, khiến cô ấy không thể phản kích, sau đó lập tức trốn vào một nơi an toàn. Sĩ quan chỉ huy nghe thấy tiếng súng liền nhanh chóng chạy đến, cùng nữ đồng nghiệp đi vào một dãy hành lang khác. Nhìn thấy vết máu ở góc rẽ, bọn họ liền lần theo vết tích đi tìm hắn ta. Nhưng lúc này hệ thống điện lực đã bị phá vỡ, cửa chống đạn cũng bị mở ra. Hai người cùng nhau đến gần, tên FBI giả đột nhiên nhảy xuống từ chân nhà. Nữ cảnh sát nhất thời không né kịp sự tấn công, nhưng chiêu đá liên hoàn ở ngay sau đó đã trực tiếp đánh bay hắn ta ra xa. Ngay giây sau, hắn ta đã đứng dậy cùng một chiếc gậy sắt đánh cho nữ cảnh sát phải ngã xuống đất. Lúc hắn định ra đòn chí mạng thì may mắn sĩ quan chỉ huy đã kịp thời nổ súng bắn chết hắn ta, như vậy mới cứu được cô ấy một mạng. Lúc này đám lính của tên trùm đồng loạt đuổi đến, không ít đặc cảnh đã bị bắn chết tại chỗ. Một nữ đặc cảnh cũng không may bị bắn trúng cổ, tính mạng đứng bên bờ sông chết. Đồng đội đang muốn đến cứu thì nữ đặc cảnh đã bảo bọn họ nhanh chạy đi. Giây tiếp theo, nữ đặc cảnh hy sinh mình trong nổ bom cả căn phòng, tiêu diệt đồng loạt đám lính này. Một bên khác, nữ thư ký của ông trùm cũng nhanh chóng chạy đến cục cảnh sát. Cô ta đã gặp phải nữ cảnh sát. Nữ thư ký tay chân nhanh nhẹn, chỉ vài chiêu đã có thể đánh bay khẩu súng trong tay của cô ấy rồi. Hai người tay không đánh nhau, nữ thư ký có vẻ chiếm ưu thế hơn, một cước đánh bay cảnh sát, sau đó khóa chặt cô ấy lại. Nhưng còn chưa hết, sức mạnh bộc phát của nữ cảnh sát khiến mọi người không ngờ đến. Cô ấy dùng chân đạp ra, nhân cơ hội thoát khỏi sự khống chế của nữ thư ký. Nhưng vẫn không thể qua được cô ta chỉ dùng một nắm đấm đánh ngã cảnh sát. Đột nhiên nữ cảnh sát liều mình phản kháng, hai bên đều bóp cổ đối phương không tha. Đột nhiên nữ cảnh sát bị đánh ngất từ đằng sau, hóa ra tên trùm đã đến đây rồi. Bên sĩ quan chỉ huy đưa theo người đang chạy dọc theo hành lang, đằng sau còn có kẻ đang truy sát. Lúc này Scorpion vừa đạp cửa đi ra đã lạnh lùng ra lệnh, tránh ra. Giây tiếp theo, một lính đặc chủng thật sự đã lên sàn, tiêu diệt hết toàn bộ lính của quân địch, kịp thời cứu nguy cho đám người của sĩ quan chỉ huy. Scorpion phát hiện ra một đường hầm đang tu sửa, sĩ quan chỉ huy bảo những người khác rời đi trước, còn anh ấy và Scorpion sẽ ở lại đây để bắt tên trùm. Thật sự nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến liền. Scorpion vừa mới đi lên hành lang sân thượng thì đột nhiên có tiếng súng nổ ra. Scorpion nhanh chóng nhảy ra ngoài cửa, trốn trên sân thượng đối phó với quân địch. Sĩ quan chỉ huy ở một bên khác thì không cẩn thận ngã từ trên cầu thang xuống. Scorpion và tên trùm lợi dụng vật cản trên sân thượng không ngừng nổ súng tấn công đối phương. Đột nhiên Scorpion bị đạn bắn trúng eo bị thương. Tên trùm nhân cơ hội đó nổ súng ép sát, kết quả lại hết đạn ngay lúc này. Scorpion đã xuất hiện mặt đối mặt với ông trùm nhưng anh ta có quy tắc của mình, trực tiếp quăng súng đi. Hai người hoàn toàn dùng tay không đánh đối phương. Nhưng tên trùm lại là kẻ tiểu nhân lợi dụng điểm yếu là eo vừa bị thương của Scorpion, không ngừng tấn công vào đó. Scorpion nhảy lên trên không đá hắn ta hai phát, chân tay phối hợp cuối cùng cũng đánh ngã được tên trùm một cách đẹp mắt. Hắn ta tức giận đứng dậy ra chiêu từ đằng sau kẹp chặt cổ của Scorpion, khiến cho Scorpion đang bị trúng đạn không thể cử động được. Nhưng Scorpion lại trực tiếp ra chiêu hiểm, dùng lực khiến cho lưng của tên trùm đâm vào tường, như vậy mới lật ngược được tình thế. Cuối cùng Scorpion dùng một cú đá hắn ta đâm trực tiếp vào thanh sắt đằng sau chết ngay tại chỗ. Lúc này ở một bên khác, sĩ quan chỉ huy lại gặp phải nữ thư ký ở trong cầu thang bộ. Hai người đánh nhau lên đến sân thượng, nữ thư ký đè chặt sĩ quan chỉ huy xuống đất, không ngừng tác động vật lý lên anh ấy. Cũng may không lâu sau, sĩ quan chỉ huy đã có cơ hội phản kích lại vùng dậy được. Cô ta phẫn nộ xông lên đánh úp, sĩ quan chỉ huy quay người cô ta liền bị quăng xuống từ tầng thượng. Thêm ông trùm bên này nữa thì quả là một đôi uyên ương khổ mệnh. Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây, sĩ quan chỉ huy quay lại cứu nữ đồng nghiệp.
Trải qua tai nạn lần này, Scorpion biết chắc chắn sĩ quan chỉ huy là người có thể tín nhiệm. Thế là liền nhổ cái răng xuống, bên trong lại chính là bằng chứng làm ăn phi pháp của tên trùm xã hội đen kia. Nhưng đúng lúc này, nữ cảnh sát đột nhiên rút súng ra bắn chết Scorpion, sau đó quay qua tấn công cả sĩ quan chỉ huy. Hóa ra cô ta mới chính là nội gián thật sự, còn tên nội gián trước đó chẳng qua chỉ là muốn uy hiếp tống tiền ông Chu mà thôi. Lúc trốn, sĩ quan chỉ huy không cẩn thận đã làm rơi mất chiếc răng có chứa bằng chứng và bị nữ cảnh sát nhặt được. Cô ta lập tức chạy đến một khu rừng, sĩ quan chỉ huy ngay lập tức đuổi theo phía sau, nhưng lúc không chú ý đã bị cô ta đánh lén. Sĩ quan chỉ huy bị cô ta tung chiêu bất ngờ không kịp phản kích, ngay sau đó đã bị đánh ngã xuống đất, tiếp đến lại còn bị cô ta dùng hai chân kẹp chặt cổ khống chế. Sau một hồi vật lộn, sĩ quan cảnh sát cuối cùng cũng đã đảo ngược được tình thế đánh ngã cô ta. Lúc cô ta muốn bảo đến lấy lại súng thì sĩ quan chỉ huy đã lập tức cướp lấy, đè cô ta dưới chân. Anh chiếm thế thượng phong, chĩa nòng súng vào đầu cô ta. Bây giờ cô ta có mọc thêm cánh cũng khó mà thoát được. Sau đó một cảnh sát bảo sĩ quan chỉ huy đến nhận định xem đây có phải là xác của Scorpion hay không. Anh tiến gần lại xem, áo quần đúng là không sai, nhưng khuôn mặt này lại không phải là Scorpion. Thế nhưng sĩ quan chỉ huy cũng không phủ nhận mà bảo rằng đây chính là Scorpion, bởi vì anh ấy biết rằng nếu như Scorpion muốn rời đi thì sẽ chẳng ai có thể bắt được anh ta cả. Bộ phim đến đây là kết thúc. Bộ phim này có tên là Squad Under Siege. Câu hỏi kỳ này là, trong hai nhân vật với sức mạnh siêu phàm ở trong phim thì các bạn thích ai hơn? Chọn Scorpion thì bình luận số 1, chọn sĩ quan chỉ huy thì bình luận số 2. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!